RUCO, đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp sản xuất kết cấu thép hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 2018, trải qua quá trình dày công vun đắp và phát triển, đến nay RUCO đã vươn mình lớn mạnh khi trở thành thương hiệu đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp gia công cơ khí, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu thép tại Việt Nam. Nền tảng cốt lõi của RUCO xuất phát từ nguồn nhân lực chất lượng khi tập hợp được một đội ngũ chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu, chế tạo và tích hợp giải pháp tiên tiến nhất về gia công cơ khí với trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng và luôn giữ được sự đam mê, nhiệt huyết với nghề. Đội ngũ nhân viên và quản lý tại RUCO đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, thực nghiệm, sáng tạo để cải tiến và mang đến giải pháp toàn diện về thiết bị và mô hình nhà máy kết cấu thép thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Để biến các dự án của khách hàng trở thành hiện thực, RUCO đồng hành cùng khách hàng thông qua quá trình tư vấn để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Thiết kế, tiếp nhận thông tin, lên sơ đồ phù hợp nhà xưởng khách hàng. Lắp đặt, đội ngũ RUCO lắp đặt máy trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo tiến độ sản xuất cho doanh nghiệp. Những máy móc, thiết bị sản xuất kết cấu thép của RUCO là kết tinh của cả quá trình nghiên cứu và cải tiến liên tục, đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bởi năng suất, chất lượng vượt trội phải kể đến. Chạm hàn đứng 3 trong 1 thông minh IHH0815 tích hợp 3 chức năng đính gá, hàn và nắn trên cùng một hệ thân máy là giải pháp đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của khách hàng, giúp tăng năng suất, tối ưu mặt bằng và giá thành cho tốc độ hàn cao hơn từ 30 đến 50% so với máy hàn đứng thông thường. Cổng hàn thông minh hạng nặng GBH4000 sở hữu công nghệ hàn hồ quang 3 giây cùng 6 nguồn hàn một chiều mang đến tốc độ hàn nhanh, nhiệt lượng sinh ra thấp, giúp giảm độ cong vênh dầm hiệu quả. Nhờ vậy, máy cho mối hàn có độ chính xác cao về biên dạng và vị trí mối hàn. Chạm hàn ngang HN0630 là loại máy duy nhất trên thị trường hàn được nhiều loại dầm từ dầm thẳng cho đến những mẫu đặc biệt có biên dạng cong, dầm chữ A, chữ K với tốc độ tối đa lên tới 15m và bề dày cánh bụng từ 6 đến 14m. Tốc độ hàn của HN0630 lên đến 1500mm trên 1 phút, đáp ứng nhu cầu tiến độ giao hàng của doanh nghiệp. Các sản phẩm của RUCO đều có bảng điều khiển tiếng Việt, giao diện thân thiện và sắp xếp tính năng theo trình tự logic, giúp người dùng dễ dàng thao tác, tránh gây nhầm lẫn trong quá trình vận hành và rút ngắn thời gian đào tạo cho các nhân sự mới. Bên cạnh đó, máy có khả năng lưu trữ thông số của người vận hành và máy như thời gian bật máy, dừng máy, số mét dầm đã hàn, vật tư tiêu hao, lịch sử báo lỗi, giúp đánh giá chính xác năng lực của nhân viên và tiến độ công việc. Với định hướng xây dựng hệ thống quản lý nhà máy thông minh, RUCO luôn đầu tư nghiên cứu chuyên sâu và thường xuyên cập nhật, nâng cấp thiết bị để mỗi sản phẩm khi cung cấp tới khách hàng luôn hướng tới công nghệ của tương lai. Ngoài ra, các máy móc của RUCO đều được tích hợp phần mềm giám sát vận hành, đồng thời kết nối về trung tâm máy chủ nhằm tự động tổng hợp hiển thị báo cáo theo ca, ngày, tháng, quý. Đây là bước tiến mang tính đột phá của RUCO giúp doanh nghiệp quản lý vật tư và kế hoạch sản xuất thông minh mà không cần nhiều người vận hành. Lưu trữ, tự động thống kê và sao lưu theo kế hoạch định sẵn, liên tục cập nhật dữ liệu mới nhất lên hệ thống theo thời gian thực, quản lý, đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên, thiết bị một cách liên tục chính xác. Không dừng lại ở đó, với thế mạnh về dịch vụ kỹ thuật sẵn có, các hoạt động lắp đặt, bảo hành, sửa chữa luôn được đội ngũ kỹ thuật RUCO cam kết hỗ trợ nhanh chóng 24/7 thông qua hệ thống chi nhánh của Wellcom trên toàn quốc. Đến nay, nhờ những ưu thế hàng đầu về công nghệ và hiệu quả sản xuất, đã có hàng trăm khách hàng trong lĩnh vực kết cấu thép và nhà thép tiền chế tin tưởng đồng hành cùng RUCO trên chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Tiêu biểu có thể kể đến công ty Đại Dũng, tập đoàn Seiko, công ty CPT Việt Nam, công ty kết cấu thép Đại Nghĩa, công ty kết cấu thép QH Plus. Lấy chất lượng là danh dự, RUCO vẫn đang nỗ lực và sáng tạo từng ngày để củng cố vị thế là doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp sản xuất kết cấu thép, trở thành cầu nối vững chắc giúp các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế phát triển thật bền vững. RUCO, đơn vị cung cấp thiết bị và giải pháp sản xuất kết cấu thép hàng đầu Việt Nam.